Pastor Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi xin phép được giới thiệu với quý vị và các bạn một số mẫu trộm rất là nhỏ, rất là xinh. Nhỏ xinh giống như em gái đang ngồi cạnh tôi đây. Vâng, quý vị có thể thấy rằng đây là nhân vật mới ở trong công ty của chúng tôi. Và vì thời gian vừa rồi tôi lên sóng quá nhiều khiến cho rất là nhiều vị khán giả cảm thấy rằng tôi đã cũ quá thôi. Thế nên hôm nay tôi xin phép được thay người mới cho công ty Foxconn của chúng tôi nhé. Em hãy giới thiệu các mẫu trộm cho khách hàng được biết đi. Dạ vâng, nhân viên mới hơi thẹn thùng, mong quý vị và các bạn thông cảm ạ. Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình sẽ thay mặt công ty Foxconn và giới thiệu với các bạn một vài mẫu trộm. Ngày hôm nay đầu tiên là chúng mình có một chiếc trậu vuông tứ biểu. Chiếc vuông tứ biểu của gốm hoàng rất là chắc chắn và đẹp. Đây nó có bốn tám cạnh và kích thước của nó, kích thước phủ bì là 20 x 15 và kích thước lọt lòng là 15 x 14. Thì giá của em này chỉ có 196.500 đồng thôi, rất là rẻ và chưa đến 200.000 nữa mà chắc chắn và rất là đẹp, hoa văn rất là tinh xảo và đẹp đẽ. Hình như là tôi vừa nghe nhầm hay sao ấy, có phải em vừa giới thiệu đây là chiếc trậu vuông tứ biểu không nhỉ? Dạ vâng ạ. Sau đó ngay sau cô vuông tứ biểu em đếm được 8 cạnh à? 4 cạnh ạ. Xin lỗi quý vị chúng tôi. Vâng ạ. Đây là một chiếc chậu vuông tứ biểu, quý vị có thể thấy, với quý vị hãy anh hãy đến gần hơn để quý vị có thể nhìn thấy hoa văn của chiếc vuông tứ biểu này. Đây là chiếc chậu vuông tứ biểu gốm hoàng đấy ạ, mà mình nhắc đến gốm hoàng thì quý vị sẽ không bao giờ phải lo lắng cả, vì gốm hoàng là chiếc chậu là cái lò gốm mà hiện nay là đang nổi tiếng nhất ở Biên Hòa Đồng Nai. Và với chiếc chậu gốm hoàng loại 1 như tôi đang cầm trên tay đây và em gái cũng vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn đấy, đây là một chiếc vuông tứ biểu với 8 cạnh, nhưng đây là sự thật quý vị ạ, bởi vì 4 cạnh của chiếc vuông tứ biểu đều bị chặt góc, chính vì thế nó thành 8 cạnh với giá là 196.500 quý vị nhá, không phải 196.000 đâu ạ, mà là 196.500 một chiếc vuông tứ biểu, kích thước phủ bì là 20 x 15 và lọt lòng là 15 x 14. Đúng là cũ thì có cái hay hơn đúng không quý vị? Nào xin mời người mới tiếp tục nói về sản phẩm tiếp theo đi ạ. Tiếp theo thì chúng mình có chiếc chậu khắc lục giác khắc họa tiết của nhà gốm gì đấy? Mình cứ gọi là gốm Biên Hòa đi. Của nhà gốm Biên Hòa. Một chiếc chậu khắc rất là kỳ công và tinh xảo. Đây nước hoa văn rất là trong và hoa văn trong nhỉ? Công nhận đấy. Nước hoa văn rất là mướt và trong đấy ạ. Nó được khắc rất là đẹp. Và chiếc chậu này của chúng tôi thì có kích thước phủ bì là 16 x 11 và kích thước lọt lòng là 13 x 10. Giá của em nó là 235.000 đồng. Một cái giá rất là hay được không ạ? Đúng vậy, một chiếc chậu rất là xinh đẹp như thế này có giá là 235.000 đồng với kích thước phủ bì là 16 x 11, lọt lòng là 13 x 10. Dạ vâng, 235.000 đồng quý vị nhé. Và chương trình mà chúng tôi dành cho quý vị ngày hôm nay vì có em gái mới xinh xắn như thế này đó là hoàn toàn miễn ship đấy ạ. Tất cả những chiếc chậu trong buổi bán hàng ngày hôm nay đều là miễn ship quý vị ạ. Và tất nhiên rồi, để ủng hộ cho em gái thì xin mời quý vị và các bạn hãy cho chúng tôi xin một like và hãy nhớ vào nhấn vào nút đăng ký ở phía bên tay phải màn hình để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Xin mời em giới thiệu tiếp chiếc chậu thứ ba đi ạ. Và vâng, xin mời chiếc chậu thứ ba. Chiếc chậu thứ ba thì em xin giới thiệu một chiếc chậu chữ nhật khắc của nhà gốm Biên Hòa. Đây mọi người có thể nhìn thấy khắc rất là đẹp, khắc họa tiết mùa xuân rất là tươi sáng, có rất là chim muông, sau rồi cây hoa các thứ, nói chung là rất là xinh. Và chiếc chậu này của chúng em thì có kích thước phủ bì là 30 x 24 và 9, chiều cao 9 là một cái chiều cao rất là khá là ưng đấy. Và một là kích thước lọt lòng của em nó là 27 x 20 và 7. Thì chiếc chậu khắc tay này có giá là 471.000 đồng. Chị có muốn nói thêm gì không ạ? Chị chỉ muốn nói rằng là hoa văn khắc ở đây thì hôm nay nhờ với em gái vẫn còn trẻ trung, tôi mới nhìn ra là hoa văn khắc ở đây thì đúng là hoa văn khắc của mùa xuân thật. Muông thú rồi chim chóc rồi cây cối cứ đâm chồi nảy lộc rất là đẹp và đúng là hoa văn khắc mùa xuân thật. 471.000 đồng cho chiếc chậu hoa văn khắc mùa xuân quý vị nhá. Chúng ta cùng đến chiếc chậu tiếp theo đi ạ. Mùa xuân thì lộc đến nhiều lắm đấy chị ạ. Đúng rồi, vậy là quý vị mà sở hữu được chiếc chậu đẹp như thế này về nhà chắc chắn là năm tới thì quý vị sẽ tiền vào những nước sông Đà nhỉ? Vâng ạ. Và tiếp theo chúng em xin giới thiệu, đây là một chiếc chậu quy nho 16 ạ. Và chiếc chậu này thì khắc những hình quả nho sau hình quả trái rất là đẹp xung quanh bốn góc chậu đấy ạ. Đây, cả bốn góc đều khác những hình thú rất là khác nhau. Và chiếc chậu này em xin báo kích thước đó là kích thước phủ bì của em nó là 16 nhân với cả chiều cao là 13, còn kích thước lọt lòng là 13 và nhân với cả chiều cao là 12.
Và chiếc chậu này thì có một cái giá khá là khiêm tốn thôi, đó là 157.000 đồng. Chỉ 157.000 đồng cho một chiếc chậu nho rất là xinh như thế này đấy ạ. Vâng ạ, 157.000 đồng cho một chiếc chậu vuông nho có kích thước phủ bì là 16x13. Và chúng tôi xin phép được đính chính là chiếc chậu vuông nho này của chúng tôi thì làm hoàn toàn bằng khuôn chứ không có khắc quý vị nhé. Em gái thì em ấy vẫn còn ngây thơ hồn nhiên nên em không nghĩ đây là khắc, thật ra đây là khuôn đấy ạ. 100% làm khuôn và chân thì là chân liền. Vâng, cái chiếc chậu nào làm bằng khuôn, chiếc chậu nào đắp tay hoặc chiếc chậu nào khác thì chúng tôi sẽ luôn luôn nói với các bạn. Chiếc chậu này có giá là 157.000 đồng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến chiếc chậu cuối cùng trong buổi bán hàng ngày hôm nay. Và chiếc chậu cuối cùng trong buổi bán hàng ngày hôm nay mà em xin giới thiệu đó là một chiếc chậu chữ nhật giả cổ 24. Chiếc chậu này thì cũng được khắc không được khắc hoa văn mà là khuôn hoa văn, rất là xinh xẻo và màu sắc đan xen từ sáng tối rồi sáng, khiến cho hoa văn của chúng nổi bật lên trên nền chiếc chậu. Và chiếc chậu này thì em xin báo kích thước phủ bì của em đó là 24 x 17 và nhân với 8, còn kích thước lọt lòng là 24 x 13 và nhân với 4 ạ. Và chiếc chậu này bọn em xin báo giá là 240.000 đồng. Vâng, 240.000 đồng cho chiếc chậu giả cổ. Và với chiếc chậu giả cổ như thế này chúng ta còn rất nhiều size quý vị ạ. Ngoài size là 24 ra thì chúng tôi còn có size 16 này, size 30, size 40 nữa. Vì thế quý vị muốn kích thước như thế nào ở chiếc chậu giả cổ thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại, hãy gọi điện hoặc nhắn tin Zalo chúng tôi theo số điện thoại là 0966061033. Và theo quý vị và các bạn thì cách dẫn chuyện để bán hàng của em gái của chúng tôi thì đã được chưa ạ? Và liệu chúng ta có nên tiếp tục thuê em ấy hay không? Vâng, chúng tôi sẽ cùng nghe lời góp ý của quý vị và các bạn. Nếu tỷ lệ quý vị mà bình chọn là hãy tiếp tục thuê em ấy thì chúng tôi sẽ có video tiếp theo có sự xuất hiện của em ấy. Còn nếu quý vị nói rằng là tôi tí cũ nhưng mà nghe chừng cũng ổn đấy thì tôi sẽ không thuê người nữa đâu. Đó, vâng ạ, Podcast Việt Nam xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và quý vị hãy nhớ rằng tất cả sản phẩm của buổi ngày hôm nay thì chúng tôi đều miễn phí ship 100% quý vị nhé. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giấc mơ đẹp. Xin chào.